Chào mọi người, lại là mình đây ha mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ mở một cái hộp mà mình đã đặt hàng trên trên Sen Đỏ ha. Thì cái này trên Sen Mon nè mọi người. Thì cái này có giá là 1.000 đồng. Thì nếu mà nhớ mình thì cái này là bao cao su. Thì cái này có tên là shop Kim Anh Quân ha mọi người. Thì hôm nay đã nhận được hàng rồi thì mình sẽ bóc ra cho mọi người xem ha mọi người. Mình không có quảng cáo cho shop này ha, mình chỉ có mua sản phẩm thôi mà mình review cho mọi người xem để có biết có nên mua hay không thôi. Thì cái giá này có một ngàn giá 1.000 đồng là do là trong cái đợt săn sale nên là mình được giảm giá đó, có mấy cái mã đó. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ra cho mọi người xem ha. Ai đang xem video của mình mọi người nhớ subscribe kênh giúp mình ha. Ai đang còn ai thích mua sản phẩm á thì mọi người có thể vào phần mô tả của video để mọi người để xem ha. Thì về bề ngoài thì họ đóng gói rất là kỹ nha, có điều là bên trong cái hộp chút xíu à, nhưng mà cái hộp này nó để ra nó hơi phí, để vào cái hộp to cho má nó thôi, nó chỉ có nhiêu đây thôi à. Đây là cái sản phẩm chính của chúng ta, là cái này là cái hộp bao cao su ha, không biết là bao nhiêu cái thì mình không biết, nhưng mà lần trước mình mua mình quên rồi. Cái này bao men ha, cái này là sản phẩm này là của bao cao su bao men play longer đó. Thì đây là nó cái sản phẩm chính ta, còn cái nó bỏ cái hộp chà bá bên ngoài là nó để trưng cho vậy thôi, còn còn thực chất là cái sản phẩm chính ta là cái này. Thì nó là một cái dạng bao cao su nhìn rất khá là đẹp ha, màu sắc cũng rất là dễ thương ha. Cái này là có nó có hình như cái này là của bên Hàn Quốc hay gì á nè, phải không, của Hàn Quốc ha. Rồi mình sẽ bóc ra thử mình thôi, cái hạn sử dụng coi, hạn sử dụng là đến năm 2026 là mọi người nè. Đây đây mình đưa lên cao cho mọi người xem đó, mọi người thấy không, là tháng 1 2026 rồi, nên các bạn an tâm ha. Rồi mình sẽ bóc ra thử coi có đúng đúng kêu là mình cái sản phẩm mình đặt không ha. Để coi bên trong nó có mấy mấy cái. Đây mọi người ơi, bên trong đây nó có chỉ có một cái thôi, chỉ có một cái thôi mọi người, chỉ có một cái và kèm tờ giấy hướng dẫn, hay như hướng dẫn sử dụng á mọi người. Thì kèm tờ giấy hướng dẫn sử dụng á, thì mọi người có thể xem, tại bên trong một số hình nó hơi nhạy cảm xíu mình không có mở ra cho mọi người xem. Thì nó có hướng dẫn cách sử dụng á, thì các bạn có thể vào xem thử cho chất lượng sao nha. Còn mình thì mình chỉ mua sản phẩm mình đánh giá là có đúng như là cái hàng mình đặt không thôi. Thì những ai mà muốn mua sản phẩm này mọi người có thể vào trong video của mình đó, trong phần mô tả mọi người có thể mà nhấn vào link mô tả ha. Còn về cơ bản thì mình thấy là họ giao đúng hàng, đúng với giá này, đúng với giá mà mình mua á, rồi họ giao cũng đúng cái sản phẩm mà mình đặt á, nên là mình nghĩ là cái đó cũng uy tín lắm. Mình đánh giá này là 5 sao ha. Bởi vì cái này á, là nó dạng như là Senmon đó mọi người, mình đánh giá cũng được là shop Senmon đó, shop mà có thương hiệu là uy tín đó, nên là cũng mình nghĩ là cũng 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 đáng đáng để mua ha. Thì ví dụ như là mình có đó nè, cái hộp này nè, nó ghi chữ Senmon nè mọi người, nè cái này là Senmon nè mọi người, nên là các bạn có nên có thể mua cái này nên cũng uy tín đó ha mọi người. Rồi vậy là mình đã review xong cái sản phẩm này rồi, thì những ai thích video mình mọi người nhớ like giúp mình ha. Rồi chào tạm biệt mọi người nghe, hẹn mọi người vào những video tiếp theo mọi người, bye bye, hẹn gặp lại, chào tạm biệt.